Đây, cái định nghĩa điện toán đám mây là gì? Rất quan trọng. Thì có nhiều định nghĩa điện toán mây khác nhau. Nhưng mà thông thường thì người ta lấy cái định nghĩa của nó gọi là cái Viện Quốc gia về chuẩn và công nghệ của Hoa Kỳ, xem như là một cái định nghĩa về điện toán đám mây, cloud computing, khá đầy đủ. Thì theo cái định nghĩa về điện toán đám mây, cloud computing, được đưa ra bởi cái viện này, thì điện toán đám mây là gì? Ở đây tôi tạm dịch tiếng Việt từ cái cụm từ tiếng Anh ở dưới này. Nếu mà chúng ta không rõ cái nghĩa tiếng Việt thực sự thì chúng ta tra về cái định nghĩa gốc tiếng Anh dưới đây. Thì điện toán đám mây, thì cái từ tương ứng tiếng Anh của nó là cloud computing. Nè, tức là điện toán đám mây. Nó là gì? Là một cái mô hình, là cái model. Nó cho phép truy cập từ mọi nơi một cách thuận tiện theo nhu cầu sử dụng dựa trên mạng đến một vùng các tài nguyên tính toán có thể cấu hình được. À, như vậy thì cái mà chúng ta chú ý nhất ở đây là gì? Điện toán đám mây là mô hình. Nó là mô hình thôi chứ thật ra nó cũng không phải là một thực thể cụ thể mà chỉ là mô hình. Mô hình này để cho chúng ta làm cái gì? Cái mô hình này để cho phép chúng ta truy cập đến một vùng các tài nguyên. Đấy, cái cốt lõi nhất là mô hình để cho phép mình truy cập đến một vùng các tài nguyên. Bắt đầu mình bổ sung thêm những cái tính năng của mô hình này. Truy cập như thế nào? Truy cập từ mọi nơi, ngồi đâu truy cập cũng được hết, một cách thuận tiện, sử dụng các cái loại thiết bị khác nhau, các cái phần mềm khác nhau đều có thể truy cập được hết, và truy cập theo cái nhu cầu sử dụng. Tùy mình có nhu cầu gì thì mình sẽ chọn cái truy cập theo cái nhu cầu của mình. Và truy cập này như thế nào? Phải dựa trên phương tiện là gì? Là dựa trên mạng, đến một cái vùng các tài nguyên tính toán. Thì cái vùng tài nguyên tính toán đó là cái gì? Đó là người ta giải thích cho mình cái tài nguyên tính toán là gì. Như là mạng, tức là router, switch, nhánh mạng, máy chủ trong đó có CPU, RAM, thiết bị lưu trữ tương đương với ổ đĩa cứng của mình, các ứng dụng chúng ta sử dụng, các cái dịch vụ, ứng dụng và dịch vụ thì thường thường nó cũng gần gần với nhau đúng không? Ứng dụng và dịch vụ đấy. Như vậy thì đây là mô hình để cho phép mình truy cập đến một vùng, một cái kho, một cái từ vùng ở đây là dịch ra từ cái cụm từ cái từ tiếng Anh nó gọi là một cái pool, là một cái pool đấy, cái chỗ cái pool này, một cái vùng, một cái kho đấy. Tưởng tượng chúng ta có một cái kho thiết bị ta để đó và ai từ xa cũng có thể truy cập đến, dùng dùng xong trả lại, dùng xong trả lại để cho người khác dùng tiếp, chia sẻ cái tài nguyên này giữa những người dùng khác nhau. Cái đặc điểm của các cái tài nguyên mà đặt vào trong cái vùng của cái điện toán đám mây là gì? Đó là có thể cấu hình được. Đấy, các cái tài nguyên này có thể cấu hình được. Tức là chúng có thể thay đổi cấu hình, ví dụ server có thể là bổ sung thêm nhiều RAM, nhiều CPU vào rất là nhanh chóng. Chúng được cấp phát và thu hồi một cách nhanh chóng với rất ít công sức quản lý và tương tác với người cung cấp dịch vụ. So với mô hình truyền thống, chúng ta phải đi mua một cái tài nguyên ở siêu thị điện máy, ví dụ như là của Nguyễn Kim chẳng hạn, thì chúng ta thấy là khi chúng ta cần mua một cái thiết bị, ví dụ như là cái laptop đấy, thì chúng ta phải tương tác rất nhiều với người bán. Người bán người ta dẫn mình giới thiệu cái này, giới thiệu cái kia, một cái máy này đã có cấu hình fix như thế này, máy kia có cấu hình fix vậy thì chọn cái nào. Chúng ta ưng ý rồi thì chúng ta lại tiếp tục tương tác với bộ phận kế toán, ngồi đứng lúc đó phải chờ trả tiền, in bill, sau đó ta cầm bill đến cái bộ phận đưa giao hàng cho mình, ngồi đó nhận hàng, dần dần rất là lâu. Và chúng ta phải tương tác rất nhiều với cái người bán. Còn ngược lại, đối với điện toán đám mây thì bạn cũng có thể truy cập đến những cái server. Cấu hình là do tự bạn quyết định chứ không có định nghĩa sẵn cứng gì cả, bạn sẽ quyết định server của mình bao nhiêu CPU, bao nhiêu core, đấy. Bao nhiêu RAM. Và cũng không có tương tác với cái người nào cả. Chúng ta tương tác với một cái bọt hồ, một cái website của cái đám mây. Và chúng ta trả tiền thì trả tiền qua mạng. Hầu hết là chúng ta tự làm, chúng ta tự chọn cái tài nguyên, chúng ta tự thanh toán và chúng ta có bị chúng ta dùng. Chúng ta không có tương tác với ai cả. Và cái việc là chúng ta mua một cái máy chủ trên cái đám mây này diễn ra tích tắc trong vòng vài chục phút là xong. Chúng ta có một cái server để dùng hoặc là chúng ta có một cái đĩa cứng để chúng ta dùng trên mạng. À, thì cái đó là cái ý nghĩa của cái định nghĩa điện toán đám mây đúng không? Và trong cái này thì người ta mới nhắc đến mô hình này nó có năm đặc trưng cơ bản. Đây, vậy năm đặc trưng đó là gì? Hôm nay thì chúng ta phải
Thật ra chúng ta đã được đề nghị tìm hiểu năm đặc trưng đó là gì rồi, đúng không? Năm đặc trưng đó là gì? Ba mô hình dịch vụ, bốn mô hình triển khai. Thì ba mô hình dịch vụ là gì, bốn mô hình triển khai là gì, chúng ta cũng đã được đề nghị tìm hiểu, đúng không? Đấy, chúng ta tìm hiểu thông qua cái gì? Chúng ta tìm hiểu thông qua cái tài liệu ở đây. Có hai tài liệu. Tài liệu tiếng Anh là một cái video giới thiệu về cloud computing trong vòng 24 phút. Tài liệu thứ hai là một cái slide giới thiệu lên lớp rồi. Đấy, thì trong cái tài liệu số 2 này á thì chúng ta lướt qua để chúng ta nhớ lại. Đó là bây giờ có năm cái đặc trưng đó là gì? Chúng ta lướt qua cái này đi, chúng ta đi thẳng vào cái đó là năm cái đặc trưng đây, năm đặc trưng này. Ở đây ta liệt kê thứ sáu, sáu cái là thì thật ra cái số 6 này là cái nó không nằm trong cái định nghĩa vừa rồi. Nó chỉ là một cái đặc trưng mà gần đây người ta thấy rằng phải có đặc trưng này, nếu không có đặc trưng này thì người ta không dám dùng cloud. Đấy. Còn về gốc thì nó sẽ là năm đặc trưng ở phía trên này. Tức là gì? Cloud đó là mô hình cho phép mình sử dụng theo cái nhu cầu. Giống như có người nói là theo như giống như mình ăn bất thật ra nhu cầu như là điện với nước, điện nước điện thoại bạn dùng bao nhiêu bạn trả bao nhiêu đó, sử dụng theo nhu cầu. Đó. Thứ hai là truy cập từ mọi nơi, bạn có thể truy cập đến cái Google Drive mình chẳng hạn, ví dụ vậy, từ mọi nơi mọi lúc. Đa thuê bao ý nói là một cái phần mềm, một cái chương trình ứng dụng được nhiều người sử dụng chung, ví dụ Google Doc chẳng hạn, hay là Word 365 của Microsoft. Thì đó là một cái phần mềm được dựng lên chạy và sau đó nhiều người cùng sử dụng cái phần mềm đó. Và mỗi người thì có cái dữ liệu riêng, không có ai đụng chạm với ai cả. Và cái sử dụng nhiều, cái mức độ sử dụng của người này không ảnh hưởng đến mức độ sử dụng người khác. Không phải là cái người này sử dụng cái phần mềm nó nhiều quá sẽ làm cho mấy người khác chậm, nó không có vấn đề đó. Cái đấy nó gọi là tính đa thuê bao, đúng không? Và một cái khả năng rất là hay của cái mô hình điện toán đám mây là gì? Khả năng co giãn của các tài nguyên công nghệ thông tin. Các tài nguyên công nghệ thông tin có thể được gọi là scale up, scale down, scale in, scale out, tức là cho nó thêm thiết bị phần cứng như là CPU, RAM cho nó cao lên hay là giảm xuống, hay là nhân bản để làm cho nó mập ra, scale out và scale in lại. Đấy. Thì cái đó là đặc trưng thứ 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 tư, đúng không? Và đặc trưng thứ năm là tiêu dùng đo lường được. Đấy, tức là mình dùng cái gì là nó có cái đồng hồ đo mình hết. Đấy, thì đây là cái mô hình, đây là năm đặc trưng cơ bản của cái mô hình gọi là điện toán đám mây, cloud computing. Một cái mô hình gọi là điện toán đám mây thì phải có năm đặc trưng này. Đấy. Gần đây á, thì người ta có thêm một cái đặc trưng số 6 là khả năng phục hồi. Đây là một đặc trưng rất quan trọng để đảm bảo cái tính an toàn cho các cái dữ liệu mà người sử dụng đặt ở trên cái đám mây. Cái câu hỏi đặt ra là giả sử như chúng ta thuê cái Google Drive của mình đi, mình sử dụng cái Google Drive đi, mà bây giờ cái chỗ mà nó đặt cái Google Drive đấy thật sự nó bị động đất thì sao? Nó bị tàn phá sóng thần kiểu gì đó, xin lỗi mình giả dụ thôi, thì nó làm mất hết dữ liệu mình thì sao? Đấy. Như vậy thì một trong những cái đặc trưng rất quan trọng của đám mây hiện nay tôi yêu cầu là gì? Đám mây đấy phải được gọi là backup chéo ở nhiều khu vực địa lý khác nhau. Đấy. Tức là cái dữ liệu nó phải được đặt nhân bản ở nhiều nơi, phân bố nhiều nơi về với cái địa lý là khác nhau. Ví dụ như là gần Việt Nam mình là có một cái data center nơi đặt cái đám mây của Amazon ở Singapore. Thì cái dữ liệu đấy đó nó được nhân bản cục bộ bên ở trong Singapore, sau đó còn backup chéo ở một cái quốc gia ở một lục địa khác chẳng hạn. Để đảm bảo ví dụ có cái sự cố gì đó về thiên tai hỏa hoạn, nó làm cho cái hệ thống data center bên Singapore mình bị sập đi, thì cái dữ liệu đó vẫn còn nguyên và nó hoàn toàn giống như cái mà của đang đang lưu ở bên Singapore, nhưng nó được lưu ở một cái vị trí khác trên trên quả địa cầu này, nó rất là an toàn. Đấy, thì khả năng này là khả năng thứ sáu, đặc trưng thứ sáu mà người ta bắt buộc phải có thì người ta mới an tâm dùng cái cloud, và nếu không thì không ai dùng cả. Bởi vì nếu mà chỉ có một nơi lưu cho đó bị mất, bị động đất thiên tai thì làm cho mất dữ liệu mình hết. Đấy, thì đó là cái đặc trưng số 6, đặc trưng mới bổ sung thêm vào. Đấy. Đó là năm đặc trưng. Còn bây giờ ba cái mô hình
các ba cái mô hình phân phối là cái gì, các mô hình phân phối là gì. Cái mô hình phân phối mình phải đầu tiên hiểu mô hình phân phối là gì. Đấy, thì mô hình phân phối chính là cái mô hình để xác định cái đám mây này cung cấp cái gì cho người dùng, khi mình tiếp xúc với cái đám mây này thì đám mây này cung cấp cho mình cái gì, đúng không? Thì có ba cái mô hình phân phối là mô hình phân phối hạ tầng đấy, và người ta dùng cái từ nguyên thủy gốc của nó là gọi là IaaS, tức là Infrastructure as a Service, tức là hạ tầng như một dịch vụ. Tức là bây giờ cái hạ tầng tức là gì, khi nói là hạ tầng chúng ta nhớ lên lên mấy cái thành phần này. Thứ nhất là máy chủ, tức là CPU và RAM. Thứ hai là bộ lưu trữ, tức là đĩa cứng. Thứ ba là mạng. Khi nói đến hạ tầng thì chúng ta nhớ dùng bốn loại đó: CPU, RAM, hard disk, xin lỗi, disk thôi, lưu trữ đấy, và cái mạng, bốn loại thì đó hạ tầng. Rồi thì có những đám mây khi mình tiếp xúc với nó thì nó cung cấp cho mình bốn cái loại này. Đó là cái loại đám mây nằm ở cấp thấp nhất. À, người ta gọi là IaaS. Như vậy mốt ta thấy cái từ IaaS thì là chúng ta biết là gì, đây là đám mây cung cấp dịch vụ hạ tầng. Cái loại thứ hai gọi là đám mây cung cấp dịch vụ nền tảng, tức là nó cấp chúng ta sẵn những cái dịch vụ hệ thống, ví dụ như web server, database server, cái server chứng thực người dùng, mail server, vân vân, tất cả các loại dịch vụ mà cái người dùng của dịch vụ này không phải là con người, mà là các cái ứng dụng nó sử dụng. Ví dụ database đâu phải để cho người dùng, đúng không? Database không phải để cho con người mình dùng, không phải end user dùng. Database để cho một cái chương trình khác nó dùng. Cái dịch vụ chứng thực cũng vậy, để cho một cái chương trình nó gọi vào cái chứng thực người dùng của nó. Đấy. Thì đấy là những dịch vụ thông thường các cái phần mềm khi chạy cần phải dùng đến. Thì cái đám mây này nó cung cấp sẵn để cho cái người triển khai cái ứng dụng không cần phải cài đặt những dịch vụ này. Đấy, thì cái loại đám mây cung cấp dịch vụ này ta gọi là cái mô hình phân phối theo kiểu là gì? PaaS, tức là Platform as a Service. Tiếng Việt mình dịch một cách đúng, chuẩn, nó gọi là nền tảng như một dịch vụ. Và cái loại thứ ba là đám mây này sẽ cung cấp cho người dùng của nó các cái phần mềm. Ví dụ như là Google Docs, rồi cái Word 365, Office 365 của Microsoft vậy nha. Đấy. Thì cái này ta gọi là Software as a Service, tiếng Việt là phần mềm như một dịch vụ. Thì đây là cái tên gọi là đầy đủ, nhưng mà thông thường để vắn tắt á thì mình nói là gì? Đám mây cung cấp dịch vụ hạ tầng, đám mây cung cấp dịch vụ nền tảng, đám mây cung cấp dịch vụ phần mềm. Chúng ta nói một cách suông, một cái thuật ngữ bình dân dễ dùng dễ nhớ, thì chúng ta nhớ là đám mây nó có thể phân phối ba loại. Đám mây thứ nhất, loại thứ nhất là gì? Đám mây cung cấp dịch vụ hạ tầng, đám mây cung cấp thứ hai là nền tảng, và loại thứ ba là cung cấp phần mềm. Đấy, chúng ta có ba loại như vậy. Đấy. Đó là ba cái mô hình phân phối dịch vụ của đám mây. Còn bốn mô hình triển khai là gì? Đấy, chúng ta lại có bốn mô hình triển khai, đúng không? Đấy, đây là cái mối quan hệ giữa các cái này, đúng không? Đấy, so sánh chứ. Bốn mô hình triển khai đây, bốn mô hình triển khai. Thì khi hỏi mô hình triển khai thì mình phải trả lời đó, mô hình triển khai là cái gì trước cái đã. Ai thì mô hình triển khai để trả lời cho hỏi đám mây này ai được dùng, đám mây ai được dùng, ai được dùng đám mây này. Thì tùy vào cái đối tượng sử dụng mà đám mây cho phép thì người ta chia cái đám mây ra thành là bốn loại. Đó mô hình gọi là mình triển khai. Loại thứ nhất, đám mây công cộng, đây là đám mây triển khai để phục vụ tất cả mọi người, ai có tiền đến là dùng được hết. Ví dụ Amazon, Google Cloud, Microsoft Azure, tất tần tật ai có tiền thì truy cập vào đám mây này đều dùng được hết. Loại đám mây thứ hai là đám mây cộng đồng, đây là đám mây xây dựng bởi một cái cộng đồng, một nhóm các cái công ty, một nhóm các cái tổ chức, họ phối hợp với nhau, họ dựng cái đám mây này lên để phục vụ cộng đồng của họ mà thôi. Lấy ví dụ các cái trường đại học ở khu vực đồng bằng sông Long cùng nhau xây một đám mây để phục vụ sinh viên của các cái trường trong khu vực đồng bằng sông Long. Chỉ khi nào bạn là sinh viên của một trong các cái trường thành viên trong của cái đám mây này thì bạn dùng được cái đám mây. Đấy, thì cái này gọi là đám mây cộng đồng. Đám mây riêng, tức là
Cái đám mây này cung cấp dựng lên để chỉ phục vụ cho một cái tổ chức thôi. Ví dụ trường Đại học Hơn có một đám mây riêng, private cloud, chỉ để phục vụ cho sinh viên của trường. Cụ thể đây là của trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Bạn học những cái học phần về điện toán đám mây, bạn là sinh viên của trường thì bạn có thể truy cập được vào cái đám mây này và được cấp tài khoản và được truy cập vào, và bạn sẽ làm cái điều đó trong cái phần thực hành phía sau. Đám mây live là gì? Đám mây live là cái loại là kết hợp một trong ba cái loại trên. Thông thường là kết hợp giữa public cloud với private cloud, kết hợp hai này. Tại sao phải có cái đám mây live này? Bởi vì xuất phát từ một câu chuyện là đám mây công cộng đó, thì cái tài nguyên nó là vô tận. Ví dụ bạn có thể thuê bất kỳ cái server loại nào, cấu hình lớn cỡ nào, số lượng bao nhiêu, bây giờ thật ra nó cũng có đầy đủ cho bạn hết. Chỉ sợ bạn không có tiền. Như vậy tài nguyên trên đám mây công cộng, tài nguyên tính toán trên đám mây công cộng là hầu như xem như là vô tận, xem như là vô tận. À, đối với một người thì tài nguyên hiện nay là xem như ta công cộng, xem như là vô tận. Đối với một tổ chức bình thường, một công ty bất kỳ nào đó, thì đối với công ty đó thì cái tài nguyên công của trên đám mây công cộng hiện nay cũng như là xem như là vô tận. Nhưng mà người ta rất ngại để những cái dữ liệu quan trọng, quý giá, nhạy cảm trên đám mây công cộng này. Ví dụ như là để về điểm sinh viên, hay là để tài khoản của khách hàng, vân vân, trên đám mây công cộng người ta rất ngại. Ta nói là để đây có người khác có thể đụng chạm và lấy được. Nên thông thường có xu hướng người ta sẽ để ở đám mây riêng này. Đám mây riêng là đám mây của một cái tổ chức cá nhân, người ta xây. Ví dụ như trường mình cố gắng lắm thì cũng mua được khoảng có 5 cái server thôi, và cũng ngốc nghếch tốn cũng cả gần tỷ mấy, 2 tỷ rồi, và rất là cố gắng để làm một đám mây như vậy. Và phục vụ hiện nay thật ra phục vụ đồng thời dữ lắm là được khoảng là 80 sinh viên là hết phục vụ được rồi. Mỗi em sinh viên lại cấp một cái tài khoản và được sử dụng tài nguyên rất thấp, ít. À, vậy thì cái tài nguyên ở trên cái đám mây riêng là hạn hữu, có giới hạn, nhỏ. À, như vậy thì người ta mong muốn là sao? Có thật hai này lại nha. Những cái dữ liệu nhạy cảm, quý giá người ta không muốn đưa ra đám mây công cộng thì người ta đặt ở private cloud. Còn những cái tác vụ tính toán, cộng trừ, nhân chia, những cái mà nó thuộc về tính toán, xử lý, thì người ta phải thuê năng lực, tức là thuê máy chủ dân dân ở trên cái đám mây công cộng này. Và có dữ liệu nhạy cảm quan trọng thì người ta đưa vào cái private cloud này. Hai thằng này nó kết hợp với nhau thì nó ra cái thứ tư này, nó gọi là đám mây live. Và đây là cái mô hình mà theo các cái khảo sát gần đây thì người ta thích dùng cái đám mây live này. Nó cũng là một cái xu hướng đang 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 triển triển khai cái đám mây live đấy. À, như vậy thì ta nhắc lại ha. Đấy, thì theo cái định nghĩa là chúng ta sẽ có năm đặc trưng. Mô hình đám mây là mô hình có năm đặc trưng, có ba mô hình triển khai, sẽ là bốn mô hình triển khai và ba mô hình phân phối theo quy tắc là 5 4 3 đấy. Thì cái đó là chúng ta đã được yêu cầu là tìm hiểu trong cái phần là tự trả lời về lý thuyết đấy. Như vậy cái chủ đề này đó là đấy, mục tiêu ngoài giới thiệu ba cái gì rồi thì còn phải giới thiệu cho chúng ta biết được là những cái vai trò nào khi chúng ta tham gia vô trong cái công nghệ điện toán đám mây này. Ví dụ như chúng ta tham gia vào để đóng vai trò làm cloud provider, nhà cung cấp đám mây, hay là chúng ta tham gia vào thường xuyên với vai trò là cloud consumer, tức là người tiêu dùng đám mây, hay là một cái phần mềm nó tham gia vô thì nó lại có một cái thuật ngữ nó gọi là người tiêu dùng dịch vụ đám mây, nó lại khác đúng không? Rồi người quản trị đám mây, người chủ sở hữu đám mây, có rất nhiều những vai trò khi chúng ta tham gia vào. Rồi đấy, năm đặc trưng, ba mô hình cung cấp dịch vụ, bốn mô hình triển khai. Đấy, thì giới thiệu. Và khi nghiên cứu tài liệu theo yêu cầu, ta phải phân biệt được hai khái niệm là điện toán đám mây và đám mây. Hồi nãy chúng ta đã thấy cái khái niệm đám mây rồi, còn điện toán đám mây là gì đúng không? Cũng nhắc luôn để chúng ta nhớ nhớ kỹ cái này. Đám mây thì hôm trước chúng ta đã được giới thiệu rồi, nó là một cái môi trường đúng không? Đám mây là môi trường, trong khi cái điện toán đám mây là đây là mô hình, là nhắc lại thôi. Rồi chúng ta phải phân biệt hai cái đó. Cái nữa là gì? Chúng ta phải phân biệt các cái vai trò như là gì?
nhà cung cấp đám mây, người tiêu dùng đám mây, chủ sở hữu dịch vụ đám mây, nhà quản trị tài nguyên đám mây. Đã phải phân biệt thế nào là vai trò. Khi bạn tham gia vô trong cái công nghệ điện toán đám mây thì bạn có thể là một trong bốn cái vai trò này. Một cái câu hỏi rất là quan trọng là liệu tôi có thể trở thành nhà cung cấp đám mây được hay không? Liệu tôi có thể trở thành nhà cung cấp đám mây được hay không? Đấy, câu hỏi đặt ra là như vậy. Thì thật nhiên đấy, đầu tiên người ta nghĩ làm sao mình có đủ tiền, đủ cái công nghệ, đủ cái tài lực, tiềm lực để mà cung cấp được đám mây giống như Google hay là Microsoft, đúng không? Chúng ta thường bắt đầu chúng ta nghĩ chúng ta không bao giờ tiếp cận được đến đã có vai trò là nhà cung cấp đám mây. Tuy nhiên thực ra thì chúng ta sẽ trong cái công nghệ điện toán đám mây này, chúng ta rất dễ để trở thành nhà cung cấp đám mây. Tức là chúng ta dựng lên một phần mềm, chúng ta cho người khác thuê, chúng ta viết một phần mềm quản lý quán trà sữa đi, ví dụ vậy. Chúng ta dựng lên và cho các cái quán trà sữa nó thuê. Lúc đó bạn đã trở thành nhà cung cấp đám mây, cung cấp dịch vụ đám mây SaaS. Đó, SaaS. Đấy. À, chúng ta có phần mềm, bắt đầu chúng ta thuê cái hạ tầng phía dưới. À, chúng ta dựng ra đám mây, cung cấp phần mềm lên và chúng ta trở thành nhà cung cấp đám mây. Đây là một cái rất là hay và các bạn nên tiếp cận đến để mình trở thành nhà cung cấp đám mây, thay vì tối ngày mình cứ đi dùng của người ta, mình trả tiền cho người ta, bây giờ mới tìm cách là gì, thu tiền lại. Đấy, cái này rất là hay các bạn. Đấy, và cái này là nó bình thường, nó giúp nó với cái công nghệ điện toán đám mây này, nó giúp cho chúng ta trở thành nhà cung cấp đám mây, nó không quá khó. Phân biệt được các đặc trưng của cái công nghệ điện toán đám mây như đã được giới thiệu, phân biệt được các mô hình phân phối dịch vụ, ba mô hình giống như đã được giới thiệu, bạn phân biệt được các cái đấy, dịch vụ hạ tầng, nền tảng, dần dần đó, đúng không? Đấy. Mình triển khai, mình dụ, rồi phân biệt được mấy cái khái niệm đấy, đám mây riêng, công cộng, mây lai, dần dần, và đề xuất được cái sự kết hợp giữa các mô hình này. À, kết hợp với các mô hình này. Tại thì chắc là sẽ chiếu cho các bạn, nhắc lại các bạn cái mô hình kết hợp giữa mấy này lại, thì cái này rất là hay, chúng ta phải lưu ý. Đây, cái này. Đó, cái hình này là rất quan trọng để show lên cho nó lớn này. Đây. Như vậy thì có một cái anh ảnh sẽ cung cấp cái dịch vụ hạ tầng IaaS, tức là anh này nặng nhất, những anh thật sự có tiềm lực mới làm nó cái này, nhưng mà anh như là Google Cloud, Microsoft Azure hay là Amazon đấy, phải có cái tiềm lực kinh tế rất là mạnh, họ mới mua server vật lý rất nhiều, họ xây ra những cái data center rất lớn đặt ở khắp nơi trên thế giới, để từ đó họ mới bán máy ảo, máy chủ ảo. Thì cái anh này là cái lớp đầu tiên cung cấp đám mây, cung cấp dịch vụ hạ tầng. Sau đó một số anh ví dụ như là Heroku, platform.sh, dân dân, anh ta mới thuê mấy chủ ảo này, anh ta dựng lên một số những cái phần mềm thuộc cái lớp nền tảng như là web server đấy, hay là WordPress, những cái môi trường vậy, ta dựng sẵn MySQL, MongoDB, SQL Server, .NET, dân dân, anh ta dựng lên trên mấy cái máy ảo mà anh ta đã thuê của anh ở phía dưới này. Đấy chi anh ta cho người khác thuê, cho mấy cái anh mà có phần mềm, ví dụ có phần mềm PHP thì thuê cái môi trường ở đây thảy lên, có phần mềm của .NET thuê môi trường cái này thảy lên. Như vậy ta thấy là ở trên thuê cái dịch vụ của tầng dưới để cung cấp dịch vụ mới, rồi sau đó là cái tầng trên cuối cùng này bắt đầu với bán cho cái người dùng sử dụng phần mềm đầu cuối. Thì đó là cái mô hình kết hợp giữa các cái mô hình phân phối đám mây. Như vậy bạn rất dễ để trở thành cái chỗ này, nằm ở trên này. Bạn sẽ là người cho thuê các phần mềm ở đây. Bằng cách là gì? Thuê môi trường sử dụng, môi trường sẵn dùng PaaS này của một đám mây nào đó. Mình thấy cái ứng dụng mình lên, sau đó mình cho thuê. Còn anh này thì mỗi lần có một cái ứng dụng mà nó chạy trên môi trường của anh ta thì cần một cái server ảo, ta lại thuê cái server ảo của thằng dưới này. Thì đó là sự kết hợp giữa các thành phần. Đấy. Đấy thì từ cái mô hình này rồi thì cái bài tập của chúng ta là được yêu cầu là gì? Đây, đấy. Bài tập hôm nay đấy chúng ta phải được yêu cầu là gì? Chúng ta có một cái
website, có website ở chỗ này đúng không, có website và triển khai website đó lên internet bằng cách là gì, thuê trực tiếp dưới này, hoặc bạn không thuê cái này bạn thuê trực tiếp dưới đây, bạn thuê cái này hoặc là thuê dưới đây để triển khai website của mình. Như vậy trong mỗi trường hợp bạn sẽ tốn như thế nào, bạn sẽ thuê dịch vụ gì và bạn cái mức chi cho cái chuyện thuê đó là bao nhiêu, lại thì đó là cái bài tập.